radio stations. She is currently with Radio Bosa on both FM 106 and AM 1480 and get involved very much with the community and charity event. Big hand to welcome MC Minh Phuong. Next, I would like to for you to welcome MC Chen Phan, also known as Quan Viet. Mr. Chen Phan graduated from the Vietnamese Naval Academy in 1967 and has been in service for 10 years. In 1975, he was a Navy Lieutenant in the Vietnamese Navy of the Republic of South Vietnam. He currently dedicates his time to help the non-profit and charity organizations. Ông Trần Phạm tốt nghiệp trường sĩ quan Hải quân năm 1967 và phục vụ trong quân đội 10 năm. Chức vụ cuối cùng của năm 1975 là Hải quân Đại úy Việt Nam Cộng Hòa. Hiện tại ông đang dành rất nhiều thời gian để giúp các cơ quan bất vụ lợi và thiện nguyện. Một tràng pháo tay thật lớn cho MC Quan Việt Trần Phạm. Và thưa quý vị, last but not least, former Assembly Tyler Diệp. He will be mainly responsible for English introduction and translation. MC Tyler Diệp, please come up. Một lần nữa chúng tôi xin được tràng pháo tay thật lớn. Thật lớn, mời ba MC bước lên đằng trước. Một tràng pháo tay thật lớn cho ba MC Minh Phượng, Trần Phan và Tyler Diệp. Xin mời chị Minh Phượng. Và trước hết thì một lần nữa Minh Phượng rất là hân hạnh để được trở lại cùng với lại ban tổ chức của Ủy ban Tượng đài Tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Và đúng ngày hôm nay theo tinh thần trách nhiệm mà các quý vị trong ban tổ chức đã thực thi, đúng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9, ngày lịch sử để giới thiệu tượng đài cổ thành Quảng Trị. Và xin quý vị một tràng pháo tay cho ủy ban trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Xin mời. Thưa quý vị, mặc dù trải bao nhiêu khó khăn, ủy ban xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị vẫn tiếp tục làm việc ngày đêm để cho đúng với cái ngày mà lá cờ được treo lên tại cổ thành Quảng Trị, ngày 16 tháng 9 1972. Cho nên ủy ban nhất định phải giữ lời hứa với đồng hương, phải giữ lời hứa với vong linh của các chiến sĩ đã hy sinh cho đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Và hôm nay chúng ta được cái may mắn và hân hạnh để mà làm cái lễ giới thiệu tượng đài tái chiếm Quảng Trị, cổ thành Quảng Trị cho nó đúng ngày. Cảm ơn quý vị. Và cùng MC với chúng tôi ngày hôm nay là anh Tyler Diệp, như là anh State Manager Nguyễn Mạnh Chí, nghị viên phó thị trưởng thành phố Westminster vừa giới thiệu. Trong ngày hôm nay anh đảm nhiệm vai trò vì chúng ta có một số các quý vị quan khách, các quý vị dân cử và nhất là các tuổi trẻ, cho nên anh phải sử dụng bằng tiếng Anh. Xin mời Tyler Diệp. Dạ, xin cảm ơn chị Minh Phượng, xin cảm ơn anh Trương Phan. Good afternoon, everyone. Welcome to the unveiling of the Quảng Trị Citadel Monument. And my name is Tyler Diệp, and for the rest of the program, I'm responsible for the English translation of what these two beautiful people are going to say next. Bây giờ chắc chị mời chị Phượng và anh Quang Việt bắt đầu với chương trình nghi thức chào quốc kỳ. Và thời gian đã tới rồi, và nhất là tất cả những hình ảnh trong ngày hôm nay như chúng tôi vừa giới thiệu đều được livestream. Do đó nên là tất cả những hình ảnh đang được toàn thể khắp thế giới theo dõi trên các màn ảnh truyền hình. Và bây giờ bắt đầu bước vào nghi thức, xin mời anh Quang Việt. Thưa quý vị, Đại úy Nguyễn Phục Hưng, Đại úy Thủy quân Lục chiến mũ xanh Nguyễn Phục Hưng sẽ đưa toán quân kỳ vào vị trí hành lễ. Mời Đại úy Hưng. Tất cả anh chị em quân nhân vô hàng. Tôi có thấy gì đâu, giờ tí nữa mới động đi vô.
Tất cả quân nhân hàng một vô vị trí của mình đã sắp hồi nãy. Sương năm vô hàng. Anh em sư đoàn năm vô hàng. Quang. Xích qua bên kia, nó chơi lên một cái là về bịt lỗ tai hết. Tốt hiệu kỳ vào vị trí, tất cả anh em chú ý. Lưu quân thao diễn nghỉ à, đang đứng không nghỉ. Trân trọng kính mời tất cả quý vị đứng dậy để làm lễ chào cờ. Please rise for the national anthem. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Vào vị trí hành lễ. Đếm xuống. Chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam. Xuống chào. Bắt. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Bắt đầu. Vì đường lại có
xuống. Lễ chào. Lễ chào Quốc kỳ Hoa Kỳ. Chúc chào. Bắt. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the for the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glared, the bombs bursting in air gave proof through the night that a flag was still. Say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Phút mặc niệm, the moment of silence, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm dành cho các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng bảo vệ miền Nam Việt Nam, bảo vệ quyền tự do và quyền sống của người dân Việt Nam. Phút mặc niệm dành cho các binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do và bảo vệ giá trị của nền dân chủ. Phút mặc niệm dành cho những đồng bào đã bỏ mình trên biển cả mênh mông, trong rừng sâu núi thẳm, trong cuộc đào thoát vĩ đại vì hai chữ tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. A moment of silence to remember the merits of the forefathers who built and defended the country. A moment of silence for the Republic of Vietnam officials who sacrificed themselves for the cause of freedom. A moment of silence for the soldier of the United States and his allies who have died heroically to protect the outposts of free world and to defend the value of democracy. A moment of silence for the compatriots who died in the sea, in the deep forest, the mountain, during the great escape for freedom after 1975. Phút mặc niệm chấm dứt. Nguyễn Phục Hưng để chuẩn bị nghi thức tiễn
không có thể yên kỳ cái kiểu này được coi. Và xin ban tổ chức hãy chuẩn bị cho các em sau khi mà toàn quân kỳ. Trong khi làm nó đã nói cái lễ chào quốc kỳ, lân để đợi thì đợi. Trong bây giờ đang chào lễ mà cho như vậy tưng tưng biểu tôi làm cái lễ. Có gì giỡn phải không? Dạ không thưa anh. Anh thông cảm cho các tuổi trẻ, nhất là các em rất là sung sướng và vinh dự để tham dự trong ngày hôm nay. Và chúng ta trở lại với chương trình. Có quân kỳ chào vị trí hình lễ. Rất bước. Tối nay vâng, đem cờ ra bên phải quay đằng trước bước, cứ bước thẳng nó phải né thôi. Ok, dù bay được một tất cả bên đây, từ đây bên trái quay trước bước, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho toàn quân kỳ thủy quân lục chiến thiếu sinh quân siêu biết Naval Days. Và cảm ơn anh Nguyễn Phục Hưng rất nhiều với sự thông cảm của anh trong lần đầu mà các em của đoàn trong ban hợp ca cũng như là đoàn múa lân của La Quinta High School lần đầu tiên đã được thực hiện trong chương trình này. Xin mời quý vị an toàn.